Trâu, à là Châu. Nói đi cưng. Tao không biết nói gì nữa. Ngon quá chứ mà. Cái gu em thì nhỏ hơn anh biết. Đâu. Nhỏ con hơn. Mình yêu ai là người ngon nhất anh hiểu không? Thì đúng rồi. Được tóc sắp sắp thôi nhỏ nhỏ anh hiểu. Là dancer. Dancer thường xuyên gặp nhiều người, nhiều cơ hội để làm chuyện. Làm chuyện gì ạ? Chúng không muốn cho bạn này vào vòng trong bởi vì Hiếu follow Instagram của Tina. Cho nên không muốn có thêm đối thủ. Em là thích nè, em nói thử luôn đi. Để em nghĩ sao về nhân vật này. Em rung quá. Sao chương trình người ấy là ai bữa nay làm tới cỡ này luôn hả anh? Trời ơi, rồi khác rồi. Mà nấu ăn, khỏa thân, rồi tắm đồ luôn. Hở vai thôi em, hở vai thôi, không có khỏa thân. Hở vai thôi. Bà quá, bà đẩy nó lên quá hả? Mà ông này không biết là ông làm đồ ăn hay ổng là đồ ăn nữa. Trời ơi, cái gì mà ổng phơi bà, ổng như sashimi vậy trời. Cái gì mà dữ vậy? Em biết, giặc cù quá. Thì ra nó cười chảy nước mắt luôn. Thích quá. Thích quá. Là sao? Là khóc hay là cười vậy? Em bị thế, mỗi lần em vui quá là chảy nước mắt. Em giống thành khoai nhờ. Đấy, trâu, à là trâu. Nói đi cưng. Không biết nói gì nữa. Ngon quá chứ mà. Quá. Tôi chưa thấy một người phụ nữ nào nói đàn ông trộn ngon quá. Mà nói trong vô thức á. Ngon là Tina, nhưng mà em là không. Em là không biết, nhưng mà ý là cô em thì nhỏ hơn anh biết. Đâu. Nhỏ con hơn. Mình hiểu. Yêu ai là người ngon nhất anh hiểu không? Thì đúng rồi. Yêu ai người ngon được nhất. Tóc sắp sắp thôi nhỏ nhỏ anh hiểu. Thật ra thì cũng không phải gu em lắm đâu. Nhưng mà nếu mà không phải gu mình mà có thể làm cho mình cảm thấy cuốn hút như vậy thì chứng tỏ là bạn này rất là hấp dẫn. Em nghĩ có vẻ là cũng hợp với Tina đấy nhỉ. Rất cái giao diện rất là hợp đấy. Trời ơi, nó men mà nó men lì đó. Men lì luôn á. Dạ, em nghĩ là độc thân rồi, phải độc thân thôi Tina ơi. Cái vấn đề là dancer. Dancer thường xuyên gặp nhiều người, nhiều cơ hội để làm chuyện. Làm chuyện gì ạ? Thì nhiều chuyện. Mọi chuyện. Dạ, yeah, hơi hỏi về Tina tại vì là Hiếu cũng là nhảy không nhiều và mà cũng cảm nhưng thấy. Nhưng mà anh thấy mấy bạn vũ công, dancer, mấy bạn chung thủy lắm á. Dành hết cái năng lượng cho người đó luôn á. Với cả em nghĩ là nghề nào thì cũng phải gặp nhiều người. Kể cả văn phòng đúng hay rồi. Là bất cứ nghề nào. Không chỉ là tại vì là Hiếu là dancer mấy năm trước rồi Hiếu cũng biết được là là okay. Dễ rung động á. Mình thích là mình dễ rung động. Thứ hai nữa là kiểu mình đứng trên sân khấu và mình nhảy để quyến rũ các em, xong là làm quen với nhau nhiều và xong là anh đấy cũng lại cảm thấy ấm lòng. Anh nghĩ là đang lừa mà anh đấy. Nói đúng nhất là ý của anh ấy rồi kìa. Tức là ở một red flag kìa. Nhiều khi ủa cứ nghĩ vậy là cứ dancer nào là cũng ra đây là cũng phải màu đỏ. Biết đâu, ta còn trẻ, cái bạn này tôi nghĩ chắc đâu. Hiếu ơi, mới vòng đầu thôi, Hiếu còn mặc áo xanh nữa, nên Hiếu ngại gì không đưa màu xanh. Không, Hiếu là bạn này cũng là một do. Hiếu không muốn cho bạn này vào vòng trong bởi vì Hiếu follow Instagram của Tina. Cho nên không muốn có thêm đối thủ. Ủa có hả? Tina, đây mới là đối thủ của Tina đây này. Ba người đây này. Đây là có hai người được Tina rồi. Hiếu có follow Tina tại vì là... Ủa? Là sao có thêm một trai nữa lên đây luôn đúng không? Sao? Anh em ơi cho mình xin tí nhạc được không ạ? Để mọi người bật nhạc cho Hiếu nhé. Rồi, ông tự xử luôn rồi anh Thành đấy. Thế thì khi cho hôm nay chương trình kết thúc sớm anh ạ. Ladies and gentlemen, năm chàng trai đã đến một cô đơn. Bản thân em ơi, không sẽ bị lãng quên. Không cần vũ khí và không cần người. Hiểu thật là Hiếu không phải đến đây để làm thí sinh, mà hôm nay Hiếu đến đây để tìm cho Tina được cái người mà Tina có thể sống được chung lâu dài. Và đấy, như thế là Hiếu mới lan tan về cái chuyện là bad boy ấy. Bạn này là độc thân, nhưng mà em hãy cẩn thận. Ok, đó chưa. Con Hoàng Minh ghé vào lỗ tai tôi nói anh xịn thôi, em chọn xong rồi. Ủa ta từ từ. Đúng rồi, em thấy chung lại. Quân đó. Chàng trai vừa nấu ăn body. Cái này mà đến với cô Yến nó sợ lắm ấy. Không, em có sợ đâu anh. Đúng em, không? Em thích. Tự nhiên mình thấy ra cái chất bad boy liền. Châu, em rành mấy vụ này lắm. Sao cơ? Châu, sao vậy Châu? Cười. Dễ thương, thông minh, kiên trì. Nhưng mà nó đâu vậy? Có Sài Gòn không? Hà Nội thôi hả? Em ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn rồi hả? Nhưng mà em về Hà Nội cũng được. Nhưng mà em về Hà Nội cũng được.
bad boy, bad boy, bad boy, bad boy, bad, bad. Cho anh cơ hội nha. Trời ơi. Bad boy, bad boy đấy. Ngon ăn vừa miệng. Quá trời rồi. Bây giờ đến đây Tina nó quéo lại hết rồi. Quéo hết rồi. Không chỉ là Tina quéo mà các em ở đây ở bên cạnh Hiếu cũng quéo. Mắt là không vừa miệng thì để chị đâu có. Con Hoàng Văn ghé vào lỗ tai tôi nói anh chị ơi em chọn xong rồi. Cuộc vui đã kết thúc tại đây. Còn em nữa anh Hằng ơi. Ờ mà tôi chưa gì trơn quỷ nè mới vô kia. Anh xin em chọn xong rồi nè. Gu em, gu em rồi đó. Ờ em đó, gu em đó. Của người ta từ từ. Đúng rồi, em sẽ chung lại. Quân đó. Ba MC mà ba Tùng thích bét đôi không à? Nói trật không? Không đâu, có đâu, có đâu. Em thích thư sinh không à? Và anh này có một cái nụ cười sao nó chân thành sao đúng không? Nhờ, đúng rồi. Chúng ta bảo là anh này đang ở giai đoạn cuối rồi đúng không? Giai đoạn cuối. Đây, giai đoạn cuối, đúng. Con nhà này đúng. Ờ, thông minh đấy. Nhanh nhanh đi, nhanh đấy. Học bài tối đấy. Dừng lại rồi đó. Nhưng mà có một vấn đề nè. Nếu mà hai người đều là DJ thì tối đến hai người đều đi làm rồi sao chơi với nhau? Sao đi với nhau? Sao đi làm là đúng rồi bà. Ở nhà chơi nhau chi bà? Chơi chung show hả? Chơi mới gây lộn đó bà. Em đang lo lắng về thời gian thôi. Nếu hai người cùng đi làm đêm. Hai người cùng đi làm đêm là quá hợp lý luôn. Phải không? Trời ơi trời, hai người tối tao đi làm tao kiếm tiền về sáng tao đi du lịch. Tao đi ăn trưa chứ không lẽ bây giờ ấy bắt ông này đi làm buổi sáng bà này làm buổi tối. Thật ra thế nào? Vấn đề là thường buổi tối người ta hẹn hò đúng không? Hẹn lại buổi sáng, buổi sáng. Rồi rồi em hiểu. Lúc rồi. Nhỏ này thiệt. Anh ở đâu vậy? Có Sài Gòn không? Hà Nội thôi hả? Em có ở Hà Nội không hay là em ở Sài Gòn? Ở Sài Gòn. Nhưng mà em về Hà Nội cũng được. Quê mà. Nhưng mà em về Hà Nội cũng được. Đáng lẽ đó là cái người như ổng á, rộng rộng tự nhiên mình thấy ra cái chất bad boy liền. Tự nhiên mà đưa ổng vô cái dạng formal á, cái thấy ổng bị hiền đúng không? Cái gu mà về đêm đấy. Châu, em rành mấy vụ này lắm. Sao cưng? Châu, sao vậy Châu? Thì đó, tôi biết Châu nó có trải nghiệm. Em tôi hiểu mà. Cười. Dễ thương, thông minh, kiên trì. Ở bên một người như này thì em nghĩ là rất là nhẹ nhàng. Có một cái đoạn mà anh vuốt con cún á. Ừ. Mềm quá đúng không? Thế nhưng mà broken vuốt con cún phải mềm chứ chú. Dạ nhưng mà vuốt như nào? Yến Yến thì có đồng quan điểm không? Gu chị Yến đó. Chàng trai vừa nấu ăn body. Hey, cái này nè tôi nghĩ nhá. Cái này mà để với cô Yến nó sợ lắm ấy. Không em có sợ đâu anh. Đúng em, không? Em thích. Okay. Em thích trải nghiệm nhiều mà. Ok. Thế là tốt, thế là tốt. Sau clip em cũng thấy là anh ấy có một cái giọng nói rất là nhẹ nhàng. Trong cái giọng nói đó nó có cái độ mà nó bay bổng nhiều hơn á. Giống giọng anh Lê Hoàng đấy, kiểu nó hơi chép chép cái này thôi. Không có gì đâu nha. Hà Nội nhiều người giọng thế đó. Nhưng mà đúng đoạn sau là em cũng lại có sự phân vân ạ. Vẫn đoạn vuốt con cuốn đúng không? À có, đúng rồi, cái đoạn đấy em cũng để ý á. Cho nên là em cũng lại tim tím giống. Eo khổ, ta bảo là cắt cái đoạn cuốn cuốn đi thì không nghe. Đang chơi thì được. Bảo cắt luôn đi cái đoạn cuốn cuốn thì không nghe.